Hà Nội 750 km, các bạn nhớ nhá. Như tôi ở Hà Nội này, tôi cách xa đấy 750 km. Ngày xưa khi mà tôi còn bé, được ba mẹ và ông bà cho đi Sài Gòn chơi bằng tàu hỏa. Coming Việt Nam. Xin chào các bạn đã quay trở lại với Coming Việt Nam, và ngày hôm nay thì tôi sẽ có những người bạn đồng hành. Xin được giới thiệu, đây chính là Anh Nhã. Hùng. Mình là Trang. Và ngày hôm nay thì chúng tôi sẽ cùng nhau giới thiệu đến với các bạn một trong những cái điểm đến đang rất là nổi tiếng và đang được rất nhiều các bạn trẻ quan tâm, đó chính là Làng Vân. Như vậy là đi đến chân đèo Hải Vân chỉ khoảng độ tầm chưa đầy một cây số thì các bạn sẽ gặp một cái quán cà phê có tên là Cà Phê Dốc Làng Vân. Và từ đây đi xuống Làng Vân thì chỉ có 600m thôi. Đi Huế thì 82,9km, Hội An 437km, Hà Nội 750km, các bạn nhớ nhá. Như tôi ở Hà Nội này, tôi cách xa đấy 750km. Hai vợ chồng Trang và Hùng này thì đã quá quen thuộc con đường này rồi. Hiện nay thì hai bạn đang khai phá Làng Vân để mở ra những cái tuyến du lịch, tham quan, cắm trại ở đây. Và đấy cũng là lý do tại sao mà ngày hôm nay thì Coming Việt Nam theo chân hai vợ chồng của Trang đi xuống Làng Vân này. Nếu như chỉ nói Làng Vân thôi thì nhiều bạn trẻ nghĩ rằng đây chỉ là một điểm check-in, một điểm du lịch bình thường. Thế nhưng mà cách đây một thời gian khoảng vài chục năm thì Làng Vân là một điểm mà gần như không ai muốn xuống cả. Lý do tại sao thì lát nữa chúng ta sẽ cùng nhau khám phá và trải nghiệm ở dưới đó. Vâng, chào các bác. Ra về. Vâng, các bác đi đâu về đấy? Xuống làm. Đi xuống làm à? Làm gì ở dưới này? Hái rau. À, hái rau và đi lượm rác. À, lượm rác. Như vậy là các bác ấy làm cho sạch sẽ môi trường đấy. Làm sạch sẽ môi trường và đi hái rau về để rau rừng về để ăn, hoặc là cũng có thể là để bán ra chợ. Nhưng cái quan trọng là thấy các bác ấy mang những cái bao tải rác. Đấy là cái điều mà mình cảm thấy rất là vui. Bởi vì là như vậy thì môi trường nó mới được bảo vệ và giữ gìn. Ở đây các bạn nhìn thấy có một cái view khá là đẹp. Đứng ở đây nhìn xuống ở dưới kia cái bãi dừa, cái thứ nó cũng rất là đẹp kìa. Đấy, bạn Nhã thì cũng đã là một phượt thủ rất là chuyên nghiệp rồi. Bạn ấy cũng có một cái công ty lữ hành. Và chính vì thế mà tôi cũng rất là may mắn khi mà chuyến đi này tôi lại kết nối được với vợ chồng của Hùng Trang và gặp người bạn ở Hà Nội cũng đang đi chơi ở trong này, chính là Nhã. Nhã, tới đây nếu mà đi các cái chuyến nào mà hay ho hấp dẫn mà mang tính chất là vừa phải thôi, đừng quá khó khăn, thì anh em mình cùng kết hợp nhé để quay Coming Việt Nam cho các bạn khán giả nhé. Ok anh, chắc chắn là sẽ hẹn với cả anh Minh ở một tập nào đấy nhé. Chắc chắn luôn. Khán giả Coming Việt Nam thì đã rất là quen thuộc với cái việc là trekking ở trong rừng rậm và sông suối rồi. Ở đây cũng vậy các bạn ạ. Hơn 600m đi xuống, đó là theo cái chỉ dẫn thôi. Nhưng mà đường đi xuống cứ từ nãy đến giờ nói rằng là đơn giản thôi, nhưng thực chất thì cũng không hẳn là như vậy. Chắc chắn là cũng sẽ phải có sức bền và phải có luyện tập trước khi các bạn lên đường di chuyển đi khám phá ở bất cứ đâu, chứ không chỉ riêng là đi Làng Vân. Và các bạn thấy rằng là đường đi vào Làng Vân này thì cũng không phải là đường bình thường, đường bằng phẳng đâu, mà cũng nhiều đá lớn. Nhưng có một điều đó là mình đã biết trước được cái điểm đến của chúng ta là cách xa bao nhiêu. Như vậy thì chúng ta sẽ áng chừng được sức lực. Và tất cả cung đường này đều là đi xuống nhé các bạn nhé. Như vậy các bạn biết là chiều về của chúng ta như thế nào rồi đấy. Tôi vẫn nói rằng là
đi xuống xong rồi ở dưới này chơi thích quá không muốn về, nhưng thực chất là khi mình nghĩ đến cái việc mà đi về nó mới gọi là cái quãng đường hành xác. Đùa chứ 600-700 mét mà cứ leo dốc ngược lên như thế này là cũng không phải là chuyện nhẹ đâu nhá, nhất là sau khi ăn chơi nhảy múa tưng bừng tị tã xong bơi lội hao sức. Nhưng mà leo cái đoạn này là mình sẽ có một điểm check-in khá là thú vị đó. À, đó là điểm gì? Đường ray. Wow, quá tuyệt vời. Đây, thưa các bạn, trước mắt chúng ta có một cái điều mà tôi nghĩ rằng là có rất nhiều bạn sẽ thích thú, đó chính là đường ray xe lửa tuyến Nam Bắc, Bắc Nam. Và cái tuyến đường sắt này thì nói thật sự các bạn là ngày xưa khi mà tôi còn bé được ba mẹ và ông bà cho đi Sài Gòn chơi bằng tàu hỏa, thì đi qua đèo Hải Vân dù là ngày hay đêm thì tôi cũng được cả nhà báo cho cái tin là đi đến đèo Hải Vân rồi đấy, và ra cửa sổ ngồi nhìn xuống dưới thì việc đầu tiên là mình cảm thấy rất là sợ. Sợ là bởi vì là một bên là vực sâu, là biển, là nước, và nhìn xuống dưới thì mình bảo không biết đến bao giờ mình mới dám đi xuống dưới đấy. Chúng tôi đang đứng ở cái vị trí như này có thể quan sát được toàn bộ làng Vân này, quá đẹp, và toàn bộ cả đường tàu này nữa. Đó, cực kỳ đẹp. Khi mà đi xuống dưới, bắt đầu đến xuống đến làng Vân ấy, thì chúng ta sẽ gặp một cái bãi cát trắng nó rất là đẹp như thế này. Biển thì rất là trong xanh, và tôi nghĩ rằng là không phải bàn rồi, chúng ta sẽ có một cái nội dung bơi ở đây thì quá tuyệt vời. Cực kỳ là trong xanh, và cái quan trọng hơn cả là sạch sẽ nữa. Bởi vì cho đến bây giờ thì làng Vân vẫn rất là hoang sơ. Tôi nghĩ rằng là bây giờ là lúc mà chúng ta phải tranh thủ, chứ mai mốt mà xây dựng vào nữa thì một là đến đẹp thì cũng đẹp đấy, nhưng mà nó hiện đại, và cái quan trọng hơn cả là cực kỳ tốn tiền. Tôi cứ thích đi chỗ nào mà nó rẻ tiền mà nó lại đẹp. Các bạn thấy đấy, hầu như những cái chỗ mà tôi giới thiệu các bạn hầu như là đến thì rất là rẻ, các bạn chỉ mất tiền ăn tiền chơi thôi, chứ còn nếu không các bạn trả dịch vụ thì cũng chết luôn đấy. Đó, các bạn thấy không? Xin được nhắc lại nhé, hai bạn trẻ, bạn Trang và bạn Hùng, thì các bạn đang có những cái mong muốn được có những cái dự án hỗ trợ cho các bạn trẻ đến đây để cắm trại vui chơi, thì hoàn toàn có thể tham gia cùng với hai vợ chồng và cùng với những người bạn ở đây. Tôi nghĩ rằng là đấy cũng là cái lựa chọn rất là tuyệt vời khi mà tham gia vào những cái trải nghiệm ở làng Vân này. Bây giờ tôi đã đến được cái chỗ trạm dừng nghỉ ở trên ở bãi Vân này. Phải nói rằng là làng Vân đi xuống đây khá là xa đấy. 650 mét là tính từ trên đường đi xuống với hết chân dốc thôi. Còn sau đó thì gấp 3 lần đường nữa để đi vào trong bãi nghỉ này. Tôi nghĩ rằng là cũng khá là dài. Và vừa rồi thì chúng tôi đã đi bộ hoàn toàn là trong nắng, không có một tí cây tre nào, còn bây giờ thì đã có cây rồi. Và trời thì theo tôi thấy rằng là hơi có một chút sầm sập, có khả năng là sẽ đổ mưa. Thực ra mưa thì cũng hay, bởi vì bây giờ đang rất là nóng, đang rất là cần một chút gió mát, cần một chút nước mưa. Quá là tuyệt vời. Thực sự là đến đây để trải nghiệm như thế này thì tôi thấy rằng là sẽ rất thú vị. Nếu như các bạn đi rất mệt mỏi rồi, vào đây ngồi nghỉ cho ráo người, rồi chúng ta sẽ cùng Từ trên cao chúng ta quan sát thì làng Vân này nằm hẳn lọt vào trong cái vịnh, nó quá là yên bình. Ôi, quá tuyệt vời. Đó, và tất cả ở đây thì còn cực kỳ là hoang sơ, chỉ có vài ba cái túp lều thôi. Thế chính vì thế mà điều đấy đã thôi thúc tôi xách ba lô lên để đến với làng Vân ngày hôm nay. Khi mà các bạn nếu như có thời gian thì hãy đến đây các bạn nhé. Đây rồi, tôi thấy bạn Hùng cũng đã thay đồ bơi để xuống rồi. Hơi sexy đấy, hơi bị sexy đấy. Đấy, các bạn thấy không, anh em chúng tôi là bao chọn một mình một bãi biển này luôn. Thế thì mới cảm thấy rằng là thú vị chứ. Này Hùng ơi, ở đây thì
khi mà còn gọi là làng Hủi đấy. Thì không biết là có ai dám xuống cái bãi biển này không? Em nghĩ chắc là không. Em nghĩ chắc là không đâu. Đấy, ở đây thì không biết là có từ bao giờ nhỉ? Đây thì chắc là từ năm những thứ 60 rồi. Ở đây là có rồi nhưng mà ở đây là hoang. Nhưng mà những người đã bị mắc bệnh nữa thì xã hội hắc hủi thì mọi người đã tập trung ở đây để tạo nên một cái làng này. Từ những thành phố khác nhau. Tội nghiệp nhỉ. Mà ở đây cái phong cảnh đó nó đẹp như thế này, nó hoang sơ này, nhưng mà thực chất là những cái nơi như này thì thực sự là cũng buồn. Nó gắn với rất nhiều những câu chuyện buồn. Ở đây thì theo thông tin anh biết rằng là cũng vẫn còn một hai người ở lại làng này. Em có biết những người đấy không? Dạ, em cũng có nghe qua nhưng mà để mình xem thử rồi có gì mình lại mình chỉ hỏi. Ok, thế dạ. Thì bây giờ thì chúng ta cứ tập trung và chúng ta vui chơi bơi lội đi đã. Xong lát nữa chúng ta sẽ lên trên bờ và chúng ta sẽ đi tìm những cái thông tin của những người nào mà còn sót lại ở làng này để có thể trò chuyện với họ, để các bạn có thể nắm rõ hơn về thông tin của làng Vân. Thôi, còn bây giờ thì xin mời các bạn chúng ta enjoy nước biển tiếp nhé các bạn nhé. Quá tuyệt vời. Đấy không, anh em chúng tôi hiện nay thì đang đi dạo một vòng ở trên cái đường bờ biển này của làng Vân. Rất đẹp. Ôi. Và những chú cún này rất là dễ thương, đi theo chúng tôi để bảo vệ đấy, dẫn đường đấy. Đó. Vào cái giờ chiều muộn này thì làng Vân nổi bật lên rất là đẹp với cái ánh nắng xiên xuống như này. Tôi nghĩ rằng đây cũng là cái thời khắc tuyệt vời nhất để chúng ta có những cái shot hình ảnh, quay cũng như là chụp ảnh để có thể gửi đến cho tất cả mọi người. Em như một khách du lịch. Anh không phép quay nào đây mà sao? Em đang hỏi anh đấy, em đang xin phép anh để quay đấy. Không, vì tôi
không đồng ý. Rốt là vâng. Anh Quang Minh thông cảm nha. Vâng, thôi em không quay nữa, anh cứ nói chuyện với em để em nghe chuyện của anh em kể chuyện xong. Tôi vừa có một cái cuộc trò chuyện với một người dân nhưng mà anh ấy thì đề nghị là không cung cấp thông tin về cá nhân cũng như là hình ảnh. Chỉ là một cuộc trò chuyện thôi và tôi có thể trao đổi lại với khán giả, với tất cả mọi người về câu chuyện của làng Phong. Gọi là làng Phong thì anh ấy nói rằng là tốt nhất là mình sẽ không nên dùng những cái từ đấy mà mình sẽ dùng từ là thôn Hòa Vân. Bởi vì các cái câu chuyện mà liên quan nói đến việc làng Phong hay làng Cùi hay là làng Hủi chẳng hạn, thì cái câu chuyện đấy nó đau thương quá. Nên là rất mong muốn là chúng ta sẽ không dùng đến cái từ đấy. Đây, các bạn thấy rằng cái trạm xá này hiện nay thì đã dỡ bỏ hết rồi. Chính vì vậy mà nó bây giờ chỉ còn lại những cái dấu tích tàn tích này thôi. Ở đây thì các bạn thấy rằng là trông rất là tiêu điều. Bởi vì tại sao? Bởi vì toàn bộ dân ở đây thì đã di rời đi rồi. Thành phố Đà Nẵng thì đã di chuyển toàn bộ người dân, hơn 100 hộ dân, tổng cộng là khoảng 400 người, hơn 400 người đã được di chuyển đi. Làng này thì mọi người về đây từ những cái năm cuối 60 của thập kỷ 60, và do một giáo sĩ người Mỹ, ông ấy đã dùng cái tâm của mình để làm từ thiện, đưa những người mắc bệnh đến đây để vừa là chữa trị, vừa là để họ có được một cái nơi cộng đồng. Và dần dần sau đó thì những cái người mà mắc cái bệnh phong do một cái loại virus, anh ấy nói rằng là Hansen hoặc Hansen gì đó, tôi cũng chưa tìm hiểu rõ về cái câu chuyện này. Thế thì sau khi mắc cái virus đó rồi, nó ăn xâm nhập vào trong cơ thể rồi thì nó làm cho người ta có những cái biểu hiện, ví dụ như co quắp chân tay, hoặc là người mẩn nốt lên, và dẫn đến cái việc là có người thì đã bị mất những cái phần cơ thể. Thì các bạn thấy rằng là cho đến bây giờ thì những cái dấu hiệu của những cái căn bệnh của những người bị bệnh đấy thì cũng không còn. 30 năm nay, anh ấy nói đã 30 năm nay rồi, không có. Thế nhưng mà có rất nhiều người họ đến đây và họ sinh con đẻ cái trong cộng đồng, họ cảm tình mến thương nhau và họ dựng vợ gả chồng, có con có cái. Và căn bệnh này thì đa phần là không bị lây nhiễm. Không như là ngày xưa, người ta có một cái quan niệm rất là sai trái về những người mắc bệnh phong. Chính vì thế mà đã có những cái câu chuyện về xa lánh hay là kỳ thị những người mắc bệnh phong. Đó cũng chính là những cái điều ác mà đã đẩy cộng đồng người bệnh nhân phong cái thời đó phải lập ra một cái cộng đồng, và họ đã chuyển về đây theo cái sự hướng dẫn cũng như là bao bọc của vị giáo sĩ kia. Và hiện nay thì vị giáo sĩ đấy thì đương nhiên là còn không còn ở đây nữa rồi. Tuy nhiên rằng là ông vẫn có một cái căn nhà 2 tầng ở ngay trong cái khuôn viên của thôn Hòa Vân này, hay còn gọi là làng Vân này. Ta sẽ xem cái căn nhà đấy như thế nào. Và phải nói rằng là với cái cộng đồng ở đây thì trước đây có tới hơn 400 người, hơn 100 hộ dân sinh sống ở đây. Thế thì cái cộng đồng này không phải là cộng đồng của những người bị bệnh, bởi vì đã mấy chục năm không có ai mắc bệnh rồi, mà chẳng qua là họ ở lại đây thôi. Họ không có một cái điều kiện gì về kinh tế vật chất để có thể phát triển kinh tế ở khu vực này. Đó cũng là một cái điều đáng tiếc. Và cho đến bây giờ thì theo như là hướng dẫn của thành phố Đà Nẵng thì họ đã được di chuyển đi tái định cư, và đa phần trong số họ thì cũng đã ổn định, tương đối ổn định về cuộc sống. Ổn định đây không có nghĩa là giàu có, mà ít nhiều thì họ sẽ đỡ vất vả hơn khi sống ở ngoài này. Mặc dù ở đây thì phong cảnh các bạn thấy đấy, nó đẹp vô cùng. Đây, tôi sẽ quay để các bạn thấy một số các cái dấu tích của các cái bệnh xá. Nhưng mà cũng nói luôn là theo như cái thông tin của người dân ở đây nói với tôi là những cái bệnh xá này không phải là bệnh xá để chữa bệnh phong, chứ đừng hiểu lầm cái điều đó. Đây chính là bệnh xá của thôn, của thôn Hòa Vân này. Đây,
Có thể nói rằng là sau khi mà các hộ dân di rời đi thì ở đây không còn điều gì, tan hoang như thế này, trở nên giống như là một cái đảo hoang vậy. Anh em chúng tôi thì tôi và vợ chồng Hùng Trang cũng như là bạn Nhã thì cũng vừa mới ngồi trao đổi với cả cái anh người dân ở đây xong, và chúng tôi nghe câu chuyện đấy thì vui một phần nhưng mà cũng buồn nhiều phần, bởi vì là có quá nhiều người trước đây đã quan niệm rất là sai trái về căn bệnh này, dẫn đến là cả một cộng đồng người bị hắt hủi và họ đã phải di chuyển vào đây. Mặc dù là cảnh thì đẹp thật nhưng mà bên cạnh đó có rất nhiều những cái câu chuyện đau thương. Khi mà chúng tôi ngồi ở trong làng Hòa Vân này, làng Vân này, nhìn về phía thành phố Đà Nẵng không hề xa một chút nào, nhìn thẳng sang là một thành phố rực rỡ đèn hoa, nhưng mà nhìn về phía làng Vân này thì tan hoang trống vắng. Và đó cũng là cái hoàn cảnh và là cái suy nghĩ của những người bệnh nhân phong trước đây. Khi mà nhìn về phía thành phố, đa phần họ là những người sống ở Đà Nẵng này và các tỉnh miền Trung. Khi mà ở bên này mà nhìn về phía thành phố xa hoa đô thị như vậy, họ có rất nhiều cái cảm giác đau buồn. Lấy ví dụ như gia đình họ cũng hắt hủi, cộng đồng bạn bè anh chị em hắt hủi, và có nhiều người đến mấy chục năm đi một cái con đường nó chỉ có vài cây số thôi, nhưng mà mấy chục năm trời có nhớ nhà nhưng họ cũng không được về. Tôi nghĩ rằng đấy cũng là cái câu chuyện mà tôi muốn kể với các bạn khi mà tôi quyết định là đi xuống làng Vân này để tìm lấy một câu chuyện, tìm lấy một cái người dân ở đây để có thể hỏi chuyện. Rất tiếc là bác ấy không đồng ý để mình quay, thế nhưng mà bác ấy nói rằng là tôi kể cho anh và anh có thể kể lại cho mọi người. Thôi, còn bây giờ thì chúng ta quay trở lại với hành trình khám phá của Coming Việt Nam. Nếu như một lúc nào đó mà các bạn đến với Đà Nẵng thì các bạn đừng quên là các bạn có thể đến làng Vân, đến đây để xem cái phong cảnh, đến đây để cảm thấy nó gần gũi với thiên nhiên hơn. Và bên cạnh đó thì các bạn cũng sẽ tìm hiểu được một cái câu chuyện đau thương như thế nào. Chúc sức khỏe hai vợ chồng. Cảm ơn hai vợ chồng rất là nhiều khi mà đã tạo một cái cơ hội cho Coming Việt Nam để đến được với làng Vân, có thể giới thiệu đến với khán giả những cái câu chuyện ở đây cũng như cái phong cảnh, đặc biệt là những cái trải nghiệm rất là lý thú khi mà vừa đi trekking trên đường xuống đây này, bơi lội này, chèo thuyền này. Nói chung là tất cả mọi cái cung bậc cảm xúc ở đây nó rất là tuyệt vời, rất là phù hợp với cái trend, cái xu hướng của các bạn trẻ khi mà mong muốn có được những cái cơ hội đi trải nghiệm, khám phá bản thân mình. Một lần nữa xin cảm ơn và chúc sức khỏe hai vợ chồng nhé. Cảm ơn Nhã đã đồng hành cùng với cả anh trong chương trình ngày hôm nay. Các bạn thân mến, như vậy là tôi nghĩ rằng là với cái câu chuyện của chúng ta ở làng Vân ngày hôm nay thì nó đã tạo được rất nhiều cái cảm hứng đến với tất cả các bạn. Hy vọng là các bạn sẽ ghi vào sổ tay du lịch của mình một cái điểm check-in, một cái điểm cần phải đến trong cái thời gian này. Tôi nghĩ là trong thời gian này nó sẽ rất là phù hợp, bởi vì sau này khi ở đây mà quy hoạch xây dựng hoặc là có những cái tập đoàn lớn mà họ vào ấy, thì cái cơ hội của chúng ta đến nó vẫn còn, nhưng mà chi phí sẽ rất là đắt đỏ. Hãy ngay lập tức xách ba lô lên và đến với làng Vân của quận Liên Chiểu, thành phố Đà Nẵng. Các bạn sẽ có những trải nghiệm cực kỳ lý thú giống như chương trình mà các bạn đã vừa mới xem. Cảm ơn các bạn rất nhiều. Hy vọng là chúng ta sẽ tiếp tục gặp lại nhau trong Coming Việt Nam ở các số tới. Xin chào và hẹn gặp lại. Cảm ơn.
mình Việt Nam.